Khu chợ Vườn Cao nằm lọt thỏm giữa khu đô thị sầm uất trên đường Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đây là nơi sinh sống của những người lao động tự do từ quê lên thành phố bươn trải mưu sinh. Dịch bệnh kéo dài khiến những người lao động nghèo ở đây rơi vào cảnh thất nghiệp. Suốt 2 tháng Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, họ chỉ biết bám trụ lại nhà trọ, không biết đi đâu về đâu. Nằm cuối dãy nhà cấp 4 là căn phòng trọ khoảng 6m² của bốn mẹ con chị Chu Thị Bích Ngoan, quê Phú Thọ. Do chồng ở quê không có việc làm nên chị phải mang theo 3 con nhỏ xuống Hà Nội mưu sinh. 4 năm trước, vẫn biết khi quyết định mưu sinh ở chốn thị thành sẽ có nhiều điều trắc trở và khó khăn, tuy nhiên chỉ còn cách đó tôi mới có thể bảo vệ và cho 3 đứa con của mình có cuộc sống tốt hơn, chị Ngoan chia sẻ. Ngày rời quê hương lên Hà Nội mưu sinh, 2 con gái song sinh của chị vừa tròn 1 tuổi, còn con trai út mới sinh được 20 ngày tuổi. Khi Hà Nội chưa giãn cách, chị Ngoan cùng các con dậy từ 5 giờ sáng để bắt đầu một ngày đi bán hàng. Chị tận dụng chỗ trống của xe đẩy hàng và đưa cả 3 con nhỏ đi khắp các ngóc ngách, phố phường để bán tăm bông, bút bi, đế giày. Do không đủ tiền cho con đi học mẫu giáo, ở nhà thì không có ai trông nên bất đắc dĩ tôi phải mang các con theo. Nhiều người bảo tôi là lừa đảo, chỉ là nuôi con, mượn con mới thả lôi đi như thế. Có người độc mồm bảo tôi mượn 3 đứa nhỏ để lấy lòng thương của mọi người, nhưng có ai biết được hoàn cảnh của mình đâu. Bỏ con ở nhà, nhỡ con xảy ra vấn đề gì, tôi không sống nổi. Ở nhà trông con thì không có tiền lo cho chúng nó. Người mẹ bán hàng rong nghẹn ngào. Tần tảo sớm hôm, mỗi tháng chị cũng chỉ kiếm được 5-6 triệu. Với số tiền này, chị dành ra một khoản để đóng tiền thuê nhà, số còn lại để lo việc ăn uống cho các con, chứ không để dành được đồng nào. Chiếc xe đẩy được một người bà con tặng chính là phương tiện duy nhất hỗ trợ mưu sinh. Hơn 2 tháng Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội cũng là khoảng thời gian chiếc xe nằm yên trong một góc của phòng trọ. Trong 4 năm mẹ con lăn lộn mưu sinh ở Hà Nội, có lẽ đây chính là khoảng thời gian khó khăn, vất vả nhất. Ước mơ cho con được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa, chưa biết bao giờ mới thành hiện thực. Ở đây toàn những người khó khăn, chủ trọ cũng không có điều kiện dư giả nên cũng chỉ hỗ trợ mỗi người được 100.000 đồng tiền phòng mà thôi. Trong xóm trọ này, ai cũng thương bốn mẹ con chị Ngoan lắm. Nhìn sáng nào cũng thấy bốn mẹ con cắp nách nhau đi mà không kìm nổi nước mắt. Tôi coi 3 đứa nhỏ như con cháu của mình, cứ lúc rảnh là tôi lại sang chơi với bọn trẻ, lúc thì bắt canh, khi thì hộp sữa, gọi là tình cảm hàng xóm thôi, chứ mình cũng không có nhiều. Chị Phạm Thị Vân, 43 tuổi, quê ở Hưng Yên cho biết.